Trong thời gian vừa qua, nếu bạn theo dõi những kênh thông tin đại chúng, những trang mạng xã hội sẽ không khó bắt gặp những vấn đề nóng hổi liên quan đến pháp luật, làm cho cộng đồng mạng gây dư luận và xôn xao. Để giúp cho người dân hiểu hơn về pháp luật và những quyền cơ bản của mỗi công dân, câu lạc bộ Francisco Nguyễn Văn Thuận đã tổ chức chương trình cà phê chuyên đề số 3 với chủ đề Hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi cá nhân. Khách mời tới tham dự và chia sẻ là diễn giả luật sư Ngô Ngọc Trai, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Công Chính. Chương trình thu hút rất nhiều người tham gia thuộc mọi tầng lớp, trong đó có cả người đi làm và đi học. Cũng tại chương trình, nhiều người tham dự đã bày tỏ quan điểm của mình. Thực ra thì nếu như mỗi một quý mà qua được bài học này thì rất là giá trị. Vì nếu như chúng ta được tìm hiểu, hiểu biết về pháp luật thì chúng ta sẽ có một cuộc sống nó cũng tự tin hơn. Và con thì cũng đang ở trong một cái tâm trạng vì các cái dự án bất công họ làm sai trái rất là nhiều. Sẵn sàng coi như là thôn tính hết cả đất của các nhà vườn nhà con. Họ đã định làm như thế, nếu như họ cho lọt thì đã hơn 3 năm nay. Nhưng mà con cũng suốt ngày đơn cử chống đối. Không phải là chống đối đâu, mà con luôn luôn đi ở mọi chỗ và nơi là con cảm thấy luôn là mình là người công dân tốt và luôn luôn chấp hành pháp luật. Và mình đã chỉ ra rất nhiều cái việc làm sai trái của chính quyền. Đơn cử thì gửi đi rất nhiều nơi, kể cả trên trung ương, các cơ quan ban ngành. Nhưng mà là đá bóng thổi, tức là đá bên này sang bên kia. Rồi cuối cùng, ví dụ như là trong 30 ngày thì ban dân quận phải trả lời cái văn bản, cái đơn từ của công dân này là thế. Nhưng mà có khi mấy tháng chả trả lời cái gì, có khi năm chẳng trả lời cái gì. Và cái biên bản sai trái họ cứ tiến hành, nhưng mỗi lần là cập nhật lại tiến hành một bước sai trái. Và thấy rõ là có đi thì biết là dân oan ở khắp nơi, một mảnh đất có thể là cấp 2 sổ đỏ. Có thể người ta đang có quyền trên cái mảnh đất của họ của cha ông để làm thì lại cấp từ một nửa cho người khác, rồi vân vân rất nhiều chuyện. Và người dân thì đi đơn từ không phải ai biết. Chương trình cà phê chuyên đề số 3 khép lại đã để lại nhiều bài học quý giá cho người tham dự, giúp cho người tham dự trang bị và hiểu thêm nhiều kiến thức về pháp luật để có thể tự bảo vệ mình mà không bị oan sai một cách bất hợp lý.